Hello, xin chào mọi người nha. Na đã quay trở lại rồi nè mọi người. Hôm nay là quay trở về Việt Nam để đón chào các bạn cập nhật mới đó mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật hạnh phúc luôn nha. Rồi ok, bây giờ là sẽ xem thử các bạn cập nhật hôm nay có gì hot không nha mọi người. Cần câu búa thằng. Trời ơi, 297k. Đây là cái chiếc búa của Thor nè mọi người. Đây là cái búa sấm sét của Thor đó. Ủa, cái búa này mà có thể câu cá được luôn hả? Ok, bây giờ là sẽ mua thử để xem cái chiếc cần câu búa thằng này câu cá như thế nào luôn nha. 297k là nó cao hơn cả cái chiếc câu phép thuật luôn đó mọi người. Được thêm 50 viên kim cương. Đây đây chính là cây búa thằng nè mọi người. Đây là cây búa thằng chứ không phải là chiếc cần câu đâu ta. VVIP, đó là VVIP luôn nha, giống như là chiếc cần câu phép thuật luôn đó mọi người. Ok, bây giờ là sẽ bắt đầu đi test thử cái cây búa thằng này xem nó câu cá như thế nào luôn nha mọi người. Trời ơi, nghĩ sao á mà cây búa mà có thể là câu cá được cũng rất là hài luôn đó mọi người ơi. Rất là hài luôn đúng không nào. Giờ bình thường là câu cá là câu bằng cần câu chứ ai mà đi câu bằng cái cây búa như thế này. Rồi ok, bây giờ sẽ ném thử xem nó như thế nào nha. Ghê mọi người, quá trời là rớm luôn mọi người ơi, nhìn rất là ngầu luôn nha. Trời ơi, nhìn cái dáng đứng của tôi nè mọi người. Đó, trời ơi, lúc mà ném cái chiếc cần câu, lúc mà ném cây búa cũng rất là ngộ luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn nha, rất là ngầu luôn. Rồi ok, bây giờ là sẽ câu thử coi, bây giờ là mình sẽ câu luôn bóng 1, bóng 2, bóng 3, câu cá thường thử coi nó câu như thế nào luôn nha mọi người. Chứ bây giờ là lọc bóng này cũng khá là lâu đấy. Rồi đó, sắm xét mọi người ơi, khi mà con cá nó cắn vào chiếc cần cây búa thằng này á, bây giờ là không biết rồi, gọi là cần câu hay là gọi là cây búa thằng nữa. Khi mà con cá cắn vào là sắm xét nè mọi người. Đó, mọi người thấy không, nếu mà câu như thế này là chúng ta sẽ không có sợ bị hụt cá đâu mọi người ơi. Đó, bình thường á là khi mà chúng ta nhìn vào bóng cá, khi mà bóng cá nó cắn vào cái chiếc cái phao á thì chúng ta mới kéo lên, còn như thế này nè, nó sấm sét một cái là chúng ta kéo lên là chúng ta sẽ không sợ hụt nữa. Ôi thi câu cá không anh Nana, giờ này mà thi gì nữa, chợ giờ này đang test chiếc câu mà thi gì. Ok, bây giờ là bắt đầu mình ra thuyền câu thử nha mọi người. Nếu mà câu như thế này là các bạn không sợ bị hụt nữa đâu mọi người ơi. Nếu mà mọi người ai mà câu cá mà hay bị hụt đó, các bạn có thể để dành tiền để mà mua cái cây búa thằng này nha. Đây là bóng 4 nè mọi người. Cuối cùng thì cũng đã có bóng 4 rồi. Nói chung á, hôm nay là đi test nên là không có thời gian để mà lọc bóng mọi người ơi. Nên là sẽ là câu trước là mọi người, cho mọi người xem thử mấy con cá thường. Ok, bây giờ là mới bắt đầu đi lọc bóng nha. Lọc bóng thì chắc là bóng ra cũng rất là ít đấy, tại vì bây giờ là bóng rất là hiếm luôn rồi. Ôi, bóng 4 mà nó lên con cá ngừ rồi. Nói chung ở ngoài thuyền á, bị bóng 4 nó cũng chả có cá nào hót cả mọi người ơi. Ôi quá trời là đông luôn rồi nè. Nó bình thường là câu ở nước ngoài không có ai, nhưng mà hôm nay là quay trở về Việt Nam là cũng rất là đông luôn nha mọi người. Ôi cái tướng mà đứng mà câu cá nhìn rất là ngầu luôn mọi người ơi, không có giống bình thường luôn á. Mọi người thấy không, trời ném búa cũng rất là đẹp luôn nha. Nhìn cái cách mà ném búa cũng rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy không, cũng rất là nhiều bạn dùng cái cây búa thằng này nha mọi người. Nói chung là trước mắt là thấy mà cách mà ném búa cũng rất là đẹp rồi nha mọi người. Đây là bóng 5 nè mọi người ơi. Đây 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 đây, rồi luôn con mực luôn. Trời ơi, cây búa thằng đã câu lên một con mực rồi mọi người ơi. Ok, bây giờ là Na sẽ cho mọi người xem cái tỷ lệ búa của nó như thế nào nha. Tăng 100% cơ hội thành công, tăng 45% cơ hội bắt được cá huyền thoại có thể bắt cá mini, tăng cơ hội bắt được cá vương miện là 40% nha mọi người. Đó, thì nó cũng tương tự với lại là chiếc cần câu phép thuật đó, nhưng mà cái tỷ lệ búa của nó cao hơn chiếc cần câu phép thuật một chút xíu vì cái giá tiền. Ui mọi người thấy mọi người ơi, mọi người nhìn kìa, trời ơi, khi mà chỉnh nhân vật cao đó mọi người, nhìn cái tướng đứng kìa, trời ơi, cái tướng đứng nhìn rất là đẹp luôn mọi người, tướng đứng là mát ngầu luôn nha. Ơi đem đi đánh nhau là rất ok đấy. Cần câu này thì sự phải nói là búa thằng chứ cần câu gì nữa. Cái cây búa thằng này mà đem đi đánh nhau rất là đã luôn đó mọi người ơi. Cái chiếc cần câu phép thuật á là nó chỉ có 224k thôi mọi người, và độ bền của nó là 100. Còn cái chiếc cần câu này á là độ bền của nó là 120 nha. Cây búa thằng này là độ bền là 120 nha mọi người, và tỷ lệ bút của nó á, là tỷ lệ bắt cá vương miện của nó là cao hơn là chiếc cần câu phép thuật. Nói chung là nó tốt hơn và nó ngon hơn chiếc cần câu phép thuật đó mọi người, tại vì giá nó đã cao hơn rồi mà. Nhìn là sơ qua nhìn cái giá tiền thôi là chúng ta cũng đã hiểu rồi đúng không nào. Nếu mà sau này á đi câu cá thì chắc là phải dùng chiếc cần câu búa thằng này rồi, không thể nào mà dùng chiếc cần câu phép thuật nữa rồi mọi người. Đó, ở Việt Nam câu cá rất là vui luôn mọi người. Bình thường á là câu ở nước ngoài á nhìn không thấy ai hết, tưởng là mọi người đã up game hết rồi. Hôm nay là quay trở về Việt Nam câu cá thì mới biết rằng á
là mọi người câu cá cũng còn rất là đông luôn, rất là vui luôn nha. Nên là mọi người đừng có nghĩ rằng là người ta đã bỏ game nữa nghe mọi người, không có ai bỏ game nữa đâu. Trời ơi, quá trời là đông luôn đây nè, bỏ đâu mà bỏ. Trời ơi, ném búa kìa mọi người, nhìn ném búa rất là đẹp luôn nha. Khi mà tập trung mà nói chung là mà quy tụ được đâu đó là khoảng 30-40 người mà cùng nhau ném búa thì không biết nó sẽ như thế nào mọi người. Ném mà nói chung là nó cá mà nó lú đầu nó lên là nó bể đầu nó điền luôn ấy. Ok, bây giờ là bắt đầu ra thuyền. Hôm nay là bây giờ là Na sẽ câu thử cá mini luôn nha. Tại vì là cái chiếc cần câu này là nó có thể câu cá mini luôn đó mọi người. Nên là Na sẽ câu thử bóng 1 xem có thể là lên được cá mini không nha. Chứ bình thường là câu bóng 4-5 không à. Nếu mà câu bóng 4-5 không á thì nó cũng rất là lâu. Khi mà như vậy thì test rất là lâu luôn đó mọi người. Test trong vòng cũng phải là 24 tiếng đồng hồ mới có đủ bóng 4-5 để làm clip cho mọi người luôn. Nên là hôm nay là Na chỉ câu là bóng 1 với lại là bóng 4-5 luôn nha. Câu thêm bóng 1 đi để cho nó dễ. Nói chung là cá mini là nó cũng dễ lên hơn là so với lại là bóng 4-5 mọi người ơi. Rồi sao biển luôn, không phải là cá mini. Rồi mọi người thấy không, bây giờ nó rất là đông luôn rồi đó. Có một cái điểm đặc biệt của chiếc cần câu này nè mọi người. Thường á là cái chiếc cần câu xịn á là bao giờ nó cũng sẽ giảm cái tỷ lệ xuất hiện cá quý hiếm cả. Vì nó đã tăng cái tỷ lệ thành công rồi đó mọi người. Nhưng mà nó sẽ giảm đi cái tỷ lệ xuất hiện cá quý hiếm. Nhưng mà riêng cái chiếc cần câu búa thằng này nè mọi người, nó không hề giảm cái tỷ lệ xuất hiện cá quý hiếm luôn nha. Mà nó chỉ tăng tỷ lệ thành công thôi. Nó tăng tỷ lệ bắt được cá vương miện rồi bắt được cá quỷ huyền thoại nữa. Nó tăng tỷ lệ luôn đó mọi người. Nên là cái chiếc cần câu này nó rất là ngon luôn nha. Nó ngon hơn so với lại những chiếc cần câu này. Đây 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 đây, cá mini đây nè mọi người ơi. Đó, cuối cùng thì cũng đã bắt được một con cá mini rồi đó. Đó, như vậy là cái chiếc cần câu này nó vẫn câu được cá mini. Nói chung là cũng ngon nha mọi người. Mới câu hồi nãy giờ là nói chung là mới câu được có khoảng 30 phút thôi mà nó đã lên được một con cá mini rồi nha. Ok, bây giờ là bắt đầu ra hố xanh nè mọi người ơi. Rất là đông luôn mọi người thấy không. Trời ơi, anh Na đang chưởng cá. Trời ơi, đang chưởng cá. Nói chung là đứng cái câu, cái cách này là mọi người đứng cái tướng đứng câu này nè, nhìn rất là hài luôn á. Giống như là mình đang dùng phép thuật á mọi người. Mình chưởng á, mình chưởng. Rồi đây đây đây, bóng bốn, bóng bốn, bóng bốn. Rồi rồi, ui nó lắc đó mọi người ơi. Trời ơi, kéo kìa, kéo rất là kinh khủng luôn. Tại vì câu đông như thế này á, nó lắc đó. Rồi rồi, không biết lên được cái bóng bốn này không. Trời ơi, kéo kìa, quá trời là lâu luôn rồi. Cá gì đây mà rơi gớm đây rồi. Trời ơi, con lươn sói mà kéo kinh khủng thật đó mọi người. Kinh khủng luôn, trời ơi, con lươn sói bây giờ khó câu như vậy đúng hả? Giờ đi câu cá Việt Nam thấy rất là vui luôn đó mọi người. Lên tivi, ờ đúng rồi, đã lên tivi rồi đó. Trời ơi, nào bạn về Việt Nam thì rất là nhiều bạn có thể lên được tivi luôn. Thì đi câu cá nước ngoài đó mọi người, bây giờ rất là buồn, không có ai câu cá cả. Nhưng mà về Việt Nam, ui bóng năm nè mọi người ơi, trời ơi. Không phải là cái búa thằng rồi luôn, lên máy chèo luôn. Hình như là cái chiếc cần câu neon mọi người ơi. Cần câu neon đã lên một con cá máy chèo rồi. Đi câu cá ở nước ngoài rất là buồn. Và về Việt Nam mới có được cái cảm giác mọi người. Có được cái cảm giác mà của những ngày đầu chơi game đó. Đó, quay cho bên đây cho mọi người coi luôn nè. Rất là đông luôn, thấy không? Rất là kinh khủng luôn nha. Đó, không phải là mọi người đã nghỉ game hết như mà những cái clip trước ra nói đâu mọi người ơi. Tại vì nay sống ở nước ngoài đấy. Rồi lại một con máy chèo nữa. Rồi tại vì nay sống ở nước ngoài không có thấy ai câu cá cả. Nhưng mà về Việt Nam mới thấy được cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm mà của những ngày đầu chơi game đó mọi người. Nên là những bạn nào mà hay đi du lịch ở nước ngoài thì thôi chúng ta hãy quay trở về Việt Nam đi mọi người ơi. Và bây giờ là sau này Na cũng sẽ câu cá ở Việt Nam luôn. Rồi thêm một bạn lắc nữa rồi, kéo cái bóng ba kìa. Trời ơi, cây búa thằng, vẫn là cây búa thằng luôn rồi. Ok thôi, bây giờ là vô heo hồng nha mọi người. Nếu mà bạn nào mà thích đi săn cá huyền thoại hoặc là cá vương miện để cho mà full bách khoa toàn thư đó mọi người, hoặc là đi săn cá mini thì rất là nhiều bạn cũng thích đi săn cá mini, thì các bạn hãy cố gắng mà dành dụm để mà lấy lụm cho mình cái chiếc cần câu này nha, cái chiếc búa thằng này nha mọi người. Tại vì cái chiếc búa thằng này là nó tăng tỷ lệ câu được cá huyền thoại, tăng tỷ lệ câu được cá vương miện rồi bắt được cá mini nữa, nhưng mà nó không hề giảm đi tỷ lệ xuất hiện cá quý hiếm đó mọi người. Nên là bóng 4 bóng 5 của nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn nha. Tại vì giờ là trước đây rất là nhiều bạn than khóc vì không có bóng 4 bóng 5, nên là nhà phát hành có thể họ đã ra cái chiếc cần câu này để cho mọi người đi săn bóng 4 bóng 5 luôn đó. Nên là cái chiếc cần câu này nó được cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Đây 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 đây, bóng 5 heo hồng đã xuất hiện rồi nè. Đấy, câu 1 tiếng đồng hồ và bóng 5 heo hồng đã xuất hiện cho Na rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, đó sấm sét kéo thành công nè. Trời ơi, câu không sợ hụt luôn mọi người.
lên nào đó, heo hồng thường mọi người ơi. Đó, chiếc cần câu búa thần đã mang heo hồng về cho Na rồi nè mọi người. Quá trời, chiếc búa thần nằm trên cái hồ luôn, nhưng mà heo hồng nó chọn cái búa của Na mọi người ơi. Trời ơi, ghê không mọi người. Na quá trời là nhân phẩm luôn mọi người. Trời ơi, quá trời là búa luôn, nhưng mà heo hồng nó chọn cái búa của Na đó mọi người. Ui, mọi người thấy không, đây là cái chiếc cần câu búa thần nha. Và tỷ lệ xuất hiện 4445 của nó rất là nhanh luôn. Mọi người thấy không, là Na chỉ mua cái chiếc cần câu này mới có 1 giờ đồng hồ thôi và đã câu được một con cá heo hồng rồi, và thêm một con cá mini nữa. Ok, thì Na chỉ test đến đây thôi nha mọi người. Nếu mà thấy hay thì nhớ cho Na xin một like, một share với một lượt đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất của Na luôn nha. Bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.